Huy Phúc Ô Tô. Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Tiếp tục ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý anh chị một mẫu xe cực kỳ là nhỏ gọn nhé, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc luôn. Và chiếc xe này thì siêu tiết kiệm xăng luôn, với mức độ tiêu thụ nhiên liệu khoảng tầm 6 lít trên 100km hỗn hợp, thì chiếc xe này hạn được liệt kê vào những chiếc xe tiết kiệm nhất tại thị trường Việt Nam. Chiếc Kia Morning sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2004, sở hữu hộp số tự động quý anh chị nhé. Chiếc xe hộp số tự động nhỏ gọn, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá chỉ 145 triệu đồng thôi. 145 triệu. Đã sở hữu một mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc luôn. Đấy, em sẽ quay sơ qua về ngoại thất của chiếc xe nhé. Quý anh chị anh ngắm nhìn cái nước sơn. Nước sơn thì còn cực kỳ là bóng đẹp luôn. Tuy nhiên thì bên em đã cho tỉa tót sơn lại những cái chỗ bị xây chảy xước rồi quý anh chị nhé. Đấy, sơn zin của chiếc xe này thì còn khoảng 50% thôi. Sản xuất năm 2004 và sơn zin còn 50% thì cũng khá là ok rồi. Xe thì đi thì cũng bị chảy, bị xước và bị va quệt nhẹ nhẹ thì cái đấy không tránh khỏi được quý anh chị nhé. Đấy, chiếc Kia Morning. Các bạn hãy quan sát này, tất cả cái form dáng của nó còn giữ được cái dáng khá là đẹp luôn. Em quay ở góc độ chéo này để cho mọi người cùng xem nhé. Đấy, tất cả các cái khe kẽ, đường khe kẽ này này, ở cái khu vực các cái cánh cửa với nhau này vẫn rất là liền mạch luôn, không có dấu hiệu sự va chạm đâm đụng mọi người nhé. Đấy, còn rất là đồng đều và song song với nhau luôn, kín khít, cửa đóng mở rất là chắc luôn quý anh chị nhé. Em sẽ thử cho mọi người xem luôn này. Đấy, cửa đóng rất là chắc, nghe tiếng các cái tiếng mà cao su giảm chấn ấy, còn rất là ok luôn. Phía sau của chiếc xe này, chiếc Kia Morning số tự động 5 chỗ mọi người nhé. Quý anh chị nào mà mua chiếc xe này về đi gia đình hoặc là đi tập lái hoặc là đi tránh mưa tránh nắng rất là ok luôn nhé. 2004 chiếc xe này còn rất là tốt luôn. Đấy, đây là cái phần sơn của chiếc xe được nhìn từ phía bên tài nhé. Đấy, nước sơn còn cực kỳ đẹp luôn ạ. Em sẽ quay chậm rãi để cho mọi người có thể có thời gian để ngắm nhìn cái nước sơn đấy. Đấy, sơn rất là đẹp luôn mọi người nhé. Đấy, đây sơn nóc mà. Bây giờ em sẽ đi chi tiết nội ngoại thất của chiếc xe nhé, để cho quý anh chị xem luôn nhé. Và bác nào mà kết chiếc xe này thì hãy liên lạc trực tiếp với em theo số điện thoại hotline này 0947 535 262 nhé, hoặc là số điện thoại 0983 569 097. Ai số trên điện thoại trên thì lúc nào em cũng ghi trên màn hình hoặc là trong phần mô tả đều có mọi người nhé. Đấy, đây là phần đầu của chiếc xe này mọi người này. Đấy, em sẽ quay từ xa đến gần nhé. Chiếc xe biển số 21. Đấy, biển 5 số rồi. Và cặp đèn của pha của xe đây, sau 17 năm sử dụng thì cặp đèn còn khá là đẹp và có hơi phần xuống màu một chút thôi, hơi xuống màu một chút mọi người nhé. Nhưng mà các bạn hãy quan sát này, cái độ trong và độ sáng của đèn vẫn còn giữ được, chỉ hơi bị mờ xuống màu một theo thời gian một chút thôi. Tiếp phía dưới là đèn gầm. Đấy, đèn gầm thì còn sáng rất là sáng luôn. Đấy, đèn gầm, mặt ca lăng, mặt ca lăng lưới thanh dọc nhá, và có được ốp mạ viền cờ rôm khá đẹp rồi. Đèn pha phía bên phụ, đèn zin theo xe quý anh chị nhé, tuy chỉ bị hơi mờ một chút đây, hơi mờ cái phần mặt thôi, còn lại là chóa đèn và các cái chức năng hoạt động rất là tốt luôn. Đèn gầm, đèn gầm thì còn rất là ok rồi, cực đẹp. Ok, tiếp theo thì chiếc xe được trang bị xin nhan bên sườn nhé, tăng độ an toàn cho xe. Với mẫu xe này thì còn được đăng kiểm đến tháng 8 năm 2021. Xe còn đăng kiểm hiệu lực mọi người nhé. Rồi, với mẫu xe này thì ngoại thất thì được trang bị la răng đúc này. La răng đúc thì sau 17 năm sử dụng thì trên la răng cũng có một vài cái nứt xước này thôi, xước nhẹ nhẹ thôi quý anh chị nhé.
mà sơn zin. La răng còn sơn zin luôn. Lốp thì cực dày này. Em sẽ quay 4 quả lốp cho mọi người xem, xong rồi em sẽ chuyển vào phần nội thất nhé. Đấy. Lốp này, lốp mà la răng này. La răng thì chỉ bị bẩn một chút thôi. Cái này thì bên em sẽ dọn dẹp được. Lốp còn rất là dày luôn. Xe nhập khẩu nguyên chiếc quý anh chị nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Còn nguyên các tem mác chữ Hàn Quốc luôn. Đấy. Lốp phía sau bên tài này, lốp và la răng rất là sáng và đẹp luôn. Đấy. Lốp phía trước, bố lốp này còn rất là dày luôn. Xi nhan bên sườn. Đấy. Ok, và bây giờ em sẽ chuyển vào phần nội thất quay cho mọi người xem nhé. Chiếc xe thì được trang bị bộ ghế da màu kem này. Ghế da màu kem xen lẫn màu màu kem mà xen lẫn màu ghi mọi người nhé. Đấy, ghế da phía sau này. Với ghế da thì còn khá là đẹp. Tắp pi tắp lô hai màu. Cũng màu ghi và màu kem luôn. Các cái vân, đường vân của tắp pi thì còn rất là đẹp mọi người nhé. Đây, các bạn quan sát này. Các đường vân gần như là mới luôn. Hoa văn và các đường vân trên tappi này còn rất là đẹp luôn mọi người nhé. Không bị sờn rách, không bị mờ bóng. Đây là tappi của cánh phía sau bên phụ nhé mọi người nhé. Còn đây là tappi của cánh phía sau và của cánh phía trước bên phụ. Đó. Rất là đẹp luôn. Tuy là cái phần da này mọi người nhé, nó hơi bị súng màu một chút thôi, nhưng mà theo thời gian thì sống màu, nếu như quý anh chị có thể cần mới hơn thì có thể đi bọc lại được, nhưng mà bên em sẽ không bọc lại, để nguyên như thế này. Rồi, đây là phần nội thất của hàng ghế phía trước này. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn nhé. Ghế da phía bên phụ, ghế da zin theo xe quý anh chị nhé. Zin theo xe thì trong các cái khe này nó còn nguyên bẩn này. Đó, và ghế da nguyên bản theo xe luôn, cực kỳ đẹp luôn nhé, không bị sờn rách. Đấy. Tablo này. Em sẽ quay lấy nét lại cho mọi người xem luôn này. Wow, phần tablo này cực đẹp luôn này. Đó, các cái vết sần này. Rồi, cốp. Độ nguyên bản cực kỳ cao luôn. Chiếc xe này thì đã được lên màn hình DVD rồi. Còn cam lùi thì em tí em xem là có cam lùi không mọi người nhé. Đó, hộp số tự động này. Rồi. Tất cả các phần nhựa trong xe này còn rất là đẹp luôn mọi người nhé. Còn cực kỳ đẹp luôn. Không có bất kỳ chỗ nhựa nào bị vỡ cả. Xe này nhập khẩu nguyên chiếc thì có sấy ghế hai bên này. Đấy, sấy ghế hai bên này chỉ có tác dụng về mùa đông thôi. Mùa đông thì sấy rất là ấm áp luôn. Có làm thoại rảnh tay nhé. Làm thoại rảnh tay này. Hai đèn gầm này. Cái đàm thoại rảnh tay thì chức năng này thì chỉ có trên đầu cái đầu CD nguyên bản theo xe. Và hiện tại bây giờ đã được thay đầu DVD rồi. Thì khả năng là cái chức năng đàm thoại này sẽ mất đi rồi. Đấy. Đây, điều hòa, hệ thống điều hòa thì ok rồi. Bán xe cho các bác thì điều hòa phải mát. Và xe thì được trang bị một túi khí trên vô lăng thôi. Một túi khí trên vô lăng. Rồi, và trần thì đã được bọc bộ trần 3D cực kỳ đẹp luôn. Với cái bộ trần này thì em cũng rất là ưng ý luôn mọi người nhá. Rất là sáng, màu kem, trần màu kem thì rất là sang trọng luôn. Đó. Cái chiếc xe màu đỏ này thì rất là hợp với quý anh chị nào mà mạng hỏa. Và nhất là bạn nào mà là nữ thì mua chiếc xe này thì về rất là ok luôn nhá. Máy móc thì cực kỳ đẹp luôn rồi. Cửa đóng rất là chắc luôn nhé. Đó, và cái phần tappi phía bên tai. Sẽ quay xa ra một chút này. Đó, khẳng định với mọi người luôn là keo chỉ còn zin
đến 100% luôn nhé mọi người nhé. Keo chỉ gần như không mất phân nào luôn, không bị đâm va. Đinh bấm 100% còn nguyên zin luôn, không mất cái đinh bấm nào mọi người nhé. Đấy. Với chiếc xe này thì được trang bị gương kính chỉnh điện này, gương kính chỉnh điện, mặc gương chỉnh điện này. Chức năng thì cũng không quá nhiều mọi người nhé. Xe phân khúc A thì cũng không được trang bị quá nhiều cái chức năng option đâu. Đấy, bây giờ em sẽ đề máy và cho mọi người xem luôn tapo nữa. Đấy. Cái đây đèn báo túi khí nháy nháy là chuẩn rồi mọi người nhé. Nháy xong tắt đi này. Rồi ok, bây giờ em sẽ đề máy nha. Rồi, máy thì cực kỳ êm ru luôn. Đó. Trên tắp mặt đồng hồ tapo này thì không có hiển thị lỗi mọi người nhé. Với mẫu xe này thì Odo là 22,8 vạn, sắp chỉ 23 vạn thì cũng xứng đáng với một chiếc xe từ năm 2004 mọi người nhé. Rất là xứng đáng luôn. 2004 chạy 23 vạn tương đương với một năm khoảng đâu đó hơn 1 vạn, tầm 1,5 vạn đúng không ạ? Chấp nhận được. Xe thì rất là sạch sẽ luôn. Rồi em sẽ zoom xa ra một chút để mọi người nhìn qua lại cái phần nội thất của xe nhé. Đó. Rất là sạch sẽ luôn ạ. Rồi ok, đến là phần khá là quan trọng nữa là phần máy nhé. Máy thì cực êm luôn. Để sát vào cái nắp capo thì gần như là không nghe tiếng máy luôn. Đây là máy đang nổ rồi mọi người nhé. Đấy, vòng tua ổn định ở mức tầm khoảng 800. Đây, vòng tua đây mọi người nhé. Đó. Bây giờ em sẽ làm cho mọi người một cái bài test đấy nhá. Em sẽ để sát vào cái nắp capo này nhé. Mọi người xem có nghe tiếng máy không nhé. Đó. Em để sát vào nắp capo gần như mọi người không nghe tiếng máy đúng không? Đây, và khi em mở máy ra đây thì chứng minh cho mọi người thấy là máy đang chạy, đang hoạt động rồi nhá. Đấy, và em sẽ dí sát vào đây này, chỉ nghe tiếng lách tách thôi. Máy cực kỳ êm luôn. Đó. Khoang máy thì rất là sạch sẽ, khô ráo. Da máy rất là sáng luôn, mọi người quan sát này. Da máy của chiếc này thì rất là sáng luôn nhá. Máy chạy cực êm luôn. Chỉ hơi nghe tiếng lách tách thôi. Mọi thứ bên trong máy thì còn cực ngon luôn nhé. Đấy. Rất là đảm bảo. Với chiếc xe này thì bên em bán đảm bảo cho mọi người luôn, bảo hành cho quý anh chị luôn nhé. Để tất cả các cái rằng trước rằng sau này còn cực kỳ là ok luôn. Đấy. Kể cả những cái phần này chính là phần chống ồn nhé. Chống ồn cho khoang lái vẫn còn nguyên luôn. Khi bị thời gian thì nó hơi bị chảy ra một chút rồi nhưng vẫn còn nguyên theo xe luôn. Đó. Đây, tất cả các thứ hoạt động rất là tốt. Điều hòa mát luôn. Đó. 2004, quá là đẹp cho một chiếc xe 17 năm sử dụng. Và mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2004, phiên bản số tự động. Mẫu xe siêu tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu thụ nhiên liệu tầm khoảng 6 lít trên 100 km hỗn hợp, đang được bên em chào bán với mức giá là 145 triệu đồng. 145 triệu đồng quý vị nhé. Quý anh chị nào mà quan tâm đến mẫu xe này, vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại hotline của bên em 0947 535 262 hoặc là 0983 569 097. Thì nhà em cũng còn khá nhiều xe 7 chỗ, 2 chỗ, sedan, hatchback bên em đều có nhé. Và bên em thường có tầm khoảng từ 30 đầu xe cho đến 40 đầu xe các loại. Quý anh chị nào mà cần xe từ 100 triệu cho đến 500 triệu thì bên em đều có nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các clip lần sau nhé.